Chào mừng các bạn đã đến với livestream của thẩm mỹ viện Lilia. Hình ảnh mà các bạn đang xem là hình ảnh của chị khách hàng trước khi nâng mũi Megalight 5D tại Lilia. Các bạn có thể theo dõi là đối với cái hình ảnh chính diện này thì chị khách hàng của chúng ta có cái gốc mũi rất là thấp ạ. Đây các bạn có thể quan sát ạ. Gốc mũi rất thấp và có phần hơi lệch ạ. Đặc biệt thì các bạn có thể nhìn thấy là ở cái góc này thì hai cái phần sụn đầu mũi của bạn khách hàng khá là to. Chia cái phần đầu mũi ra làm hai, đây các bạn có thể nhìn thấy rõ này. Hai cái phần sụn đầu mũi khá là to đúng không ạ? Và cánh mũi cũng khá là dày. Đây các bạn có thể theo dõi lại một lần nữa này. Đấy các bạn có thể nhìn thấy rõ cái phần sụn ở hai bên đầu mũi. Ở góc nghiêng thì các bạn có thể thấy là mũi cũng có một cái độ gồ nhất định. Đặc biệt là cái phần mũi thì có phần là hơi bị ngắn. Gốc mũi thì rất là thấp đúng không ạ? Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Đây là mũi cũ của bạn khách hàng Diệp Anh nhé. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng xem hình ảnh của bạn Diệp Anh ngay sau khi vừa phẫu thuật nâng mũi Megalight. Các bạn có thể thấy là ngay sau khi vừa nâng mũi thì cái dáng mũi của bạn Diệp Anh đã được hiện lên là rất là cao và thanh thoát. Đây các bạn có thể nhìn thấy đặc biệt ở góc nghiêng. Đây, bạn quay dịch vào để cho các bạn cùng nhìn thấy rõ. Đặc biệt là ở góc nghiêng đúng không ạ? Mũi được đưa lên rất là cao, hài hòa với khuôn mặt. Đây các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn nhé. Đặc biệt là ở góc chính diện này, các bạn có thể nhìn thấy ngay cái sống mũi của bạn Diệp Anh được đưa lên rất là cao. Đây các bạn có thể theo dõi. Đây, bác sĩ đã cải thiện hoàn toàn cái phần sụn ở cái bên đầu mũi. Đây các bạn nhìn thấy là bác sĩ đã tạo hình cái đầu mũi và cái hai bên lỗ mũi rất là đẹp cho bạn Diệp Anh đúng không ạ? Đây các bạn có thể theo dõi lại một lần nữa. Diệp Anh ơi, không biết là trong quá trình thực hiện phẫu thuật thì mình cảm thấy thế nào nhỉ? Bác sĩ làm rất là nhẹ nhàng, tận tình, thoải mái. Mình thấy là sau khi được nâng lên thì cái dáng mũi này rất là hợp với khuôn mặt của Diệp Anh đấy. Nhìn Diệp Anh tây và xinh hơn rất là nhiều. Bây giờ thì mình mời Diệp Anh cùng soi gương nhé. Đây, để mình xem là cái dáng mũi này mình có ưng không, có hài lòng không. Mình khá là hài lòng, mong là đến lúc nó gom vào đúng không? Nó gom vào đúng rồi, bây giờ còn hơi sưng một chút hơn. Đúng rồi. Đây, mời các bạn cùng theo dõi lại một lần nữa nhé. Đây, cái dáng mũi mới của bạn Diệp Anh rất là phù hợp với gương mặt. Cảm ơn Diệp Anh rất là nhiều nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream của thẩm mỹ viện Lilia. Hẹn gặp lại các bạn ở những livestream tiếp theo.